Không chỉ phân lô bán nền, bờ biển đất đai của Phú Quốc cũng đang bị lấn chiếm xây dựng trái phép tràn lan. Sự quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm soát của chính quyền địa phương đang khiến cho bộ mặt của nơi sẽ hình thành đặc khu này chịu tác động không nhỏ. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bản tin thời sự tối mai trên VTC1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin được chuyển sang một vấn đề rất đáng quan tâm khác. Trên tay tôi lúc này là hai tuýp sữa rửa mặt. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu The Face Shop rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Và tuýp bên cạnh là tôi mua tại cửa hàng Mumuso. Và nếu như không để ý kỹ thì người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là hàng của The Face Shop và đâu là hàng mua tại Mumuso. Bởi vì nhìn ở bề ngoài thì chúng ta thấy là biểu tượng hai quả cherry cũng như là những cái dòng chữ về cái dòng mỹ phẩm này và cả dòng chữ Hàn Quốc của Mumuso nữa. Và từ câu chuyện này thì một kênh truyền hình của Hàn Quốc đã đến Việt Nam để tìm hiểu và đặt ra nghi vấn liệu Mumuso có giả danh thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc để lừa gạt người tiêu dùng hay không. Và các phóng viên thời sự VTC1 đã vào cuộc tìm hiểu. Mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, phong cách và thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Mumuso đã trở thành địa điểm mua sắm của nhiều giới trẻ ở các đô thị lớn. Chỉ sau 10 tháng thành lập, từ năm 2017, đã có tới hơn 20 cửa hàng của Mumuso được mở tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Có thường xuyên đến cửa hàng thương hiệu của Mumuso và tôi cảm nhận thấy rằng những sản phẩm của Mumuso bán thứ nhất về giá cả hợp lý, mặt hàng cũng tương đối nhiều, từ bàn chải đánh răng đến dây sạc điện thoại, rồi những sản phẩm thiết yếu khác ví dụ như là mỹ phẩm và một số những đồ dùng, ví dụ thậm chí là đèn keo để che nắng, vân vân. Thế nhưng theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTC1, hầu hết các dòng mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp tại chuỗi cửa hàng Mumuso đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Đại diện một chuỗi cửa hàng của Mumuso xác định hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc nằm trong dây chuyền gia công của Mumuso. Chị không lo về sản phẩm đâu, vì công nghệ các thứ thì đều là từ Hàn Quốc, đều từ Hàn Quốc. Nhưng mà có cái nào mà từ tức là từ Hàn Quốc thì chị là... Tại vì bên em chỉ sản xuất. Các dòng sản phẩm như sữa rửa mặt, sữa tắm có hình ảnh, biểu tượng na ná như các thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc như The Face Shop, Nature Republic, vân vân. Có lẽ đây là cách hệ thống Mumuso chinh phục các tín đồ ưa chuộng mỹ phẩm đến từ xứ sở kim chi. Và cũng theo tìm hiểu của các phóng viên VTC1 thì mang thương hiệu Hàn Quốc nhưng trụ sở chính của Mumuso lại được đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Và tại Hàn Quốc thì Mumuso cũng không có bất cứ một hoạt động kinh doanh nào. Đây là những hình ảnh phóng viên của đài MBS Hàn Quốc ghi nhận tại một địa chỉ được giới thiệu là trụ sở văn phòng in trên sản phẩm của Mumuso. Xin chào, đây có phải là văn phòng của Mumuso không? Tôi không biết. Nhưng đây là địa chỉ ghi trên sản phẩm. Tôi không biết, tôi làm phiên dịch cho họ từ lâu rồi. Bà phiên dịch gì cho họ? Khi họ thành lập công ty. Sau đó Mumuso chuyển văn phòng đi nơi khác à? Tôi không biết. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, trên fanpage của Mumuso Việt Nam đã đưa ra một số giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, những giấy tờ hãng này đưa ra chủ yếu là giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của sản phẩm đồ gia dụng. Đối với mặt hàng mỹ phẩm, Mumuso chỉ mới đưa ra giấy cam kết chất lượng sản phẩm của chính mình. Là một trong những nhà ngôn ngữ học đến từ Hàn Quốc, bà Ion Hye-jun khẳng định ngôn phong viết trên sản phẩm của Mumuso không giống như cách thức viết thông thường trên các sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc. Phía trước dòng sản phẩm này có viết hai dòng chữ của Hàn Quốc, phía sau hầu như là chữ tiếng Trung Quốc. Như tôi thấy, nếu dịch sơ qua chắc nó có nghĩa là sữa rửa mặt, tác dụng sẽ giúp se khít lỗ chân lông. Tuy nhiên, viết theo ngôn phong như thế này không giống với ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Nếu viết đúng ở dòng thứ nhất thì phải viết như thế này. Còn ở dòng thứ hai thì hoàn toàn sai ngữ pháp. Viết đúng phải viết như thế này. Ngôn phong diễn đạt trên dòng sản phẩm mà tôi đang cầm trên tay khá là ngây ngô. Hơn nữa, đây là dòng sản phẩm sữa rửa mặt như họ quảng cáo, nhưng ngay cả chữ tiếng Anh lại viết thành là sữa tắm, cũng sai chính tả luôn. Không chỉ viết sai chính tả tiếng Anh,
tiếng Hàn, các dòng quảng cáo trên nhãn sản phẩm Mumuso cũng không viết đúng chính tả tiếng Việt. Khi mà lần đầu tiên ấy, mà mình vào các cái chuỗi cửa hàng của thương hiệu này thì mình thấy là khá là ngạc nhiên, bởi vì là các cái thiết kế và mẫu mã của nó thì nó giống, rất là giống với cả các cái sản phẩm khác mà đã có thương hiệu rồi, và mình thì mình không lựa chọn những sản phẩm đấy. Trao đổi với phóng viên VTC1, luật sư Nguyễn Văn Kiên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp sang Hàn Quốc đăng ký logo thương hiệu nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây. Hoạt động chính của họ là nhái mẫu mã của các thương hiệu nổi tiếng và phát triển hệ thống bán lẻ ra các quốc gia khác dưới danh nghĩa sản phẩm của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn các cái phương án để mà yêu cầu xử lý Mumuso. Cái phương án thứ nhất là có thể đề nghị các cái cơ quan có chức năng như Chi cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra và xử lý đối với vi phạm hành chính đối với việc vi phạm của Mumuso. Cái thứ hai là ngoài cái việc xử lý hành chính thì có thể, nếu mà cái thiệt hại của họ là lớn, đủ lớn thì có thể đề nghị xử lý hình sự. Tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, lập lờ mẫu mã sản phẩm. Dư luận đặt câu hỏi, cơ quan quản lý thị trường đã bao giờ đặt nghi vấn liệu Mumuso có giả danh thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc để lừa gạt người tiêu dùng Việt Nam hay không?